Cô muốn tìm ai vậy? Hữu Nguyện. Hữu Nguyện? Phải, là Phạm Hữu Nguyện, người bạn học chung với tôi hồi còn nhỏ. Lúc ở Tây Ninh, người bạn đó lấy tên là Phạm Hữu Nguyện. Tôi tìm người mà anh luôn muốn đánh bại nhưng không được. Mục đích của tôi tới đây là để gặp Nguyện, chứ không phải là anh. Nhưng mà bây giờ tôi đã biết là mình sai. Rất tiếc, ở đây không có ai tên là Nguyện nữa. Cô chính là... Bạn đúng là đồ hèn nhát. Bạn sợ chứ gì? Bạn sợ tôi thấy bạn yếu đuối đúng không? Bạn cư xử y như một đứa con nít được cưng chiều vậy đó. Bạn nói gì vậy? Bạn có im đi không? Tôi biết bạn là con cưng, quen được cưng chiều. Từ đó tới giờ chắc không ai dám nói nặng hay đánh đập bạn đúng không? Bị Yuko ở ngoài đường đánh là chuyện bình thường. Bạn sống trong sung sướng quen rồi, cho nên bạn đâu có hiểu được nỗi khổ của người khác. Ngon lắm. Cảm ơn bạn nha. Chị ba, người hồi nãy đi chung với chị là ai vậy? Em hỏi Lan Anh hả? Đúng vậy, bạn của chị hả? Ừ, bạn học chung của chị á. Bạn của chị thật sao? Ừ, sao em cứ hỏi đi hỏi lại hoài vậy? Bộ có chuyện gì hả? Nè, Lan Anh không phải là người dễ dãi đâu. Bạn thân nhất của chị đó, em không được tán tỉnh lung tung đó nha. Chị nói nhảm cái gì vậy? Tìm người mà anh luôn muốn đánh bại nhưng không được. Mục đích của tôi tới đây là để gặp Nguyện, chứ không phải là anh. Đến bây giờ cô vẫn nghĩ là tôi không thể đánh bại thằng đó sao? Yên tâm đi.
Mẹ con mà biết con ăn ngon như thế này mẹ con vui lắm à. Hen. Dạ. Ăn đi con. Ê, có thiệt, hồi sáng sớm mẹ ăn sáng với ba ở dưới phòng làm bánh đúng không? Ừ, đúng rồi. Tao không tin. Sao mày vô trong đó được? Sao lại không được? Hồi sáng anh ở đó với chú thiệt mà. Mày đã làm cái gì? Làm sao mày vô trong đó được? Tại sao cả năm loại bột đều đúng hết? Thiệt ra thì con cũng không có chắc lắm. Tất cả năm loại bột này thì đều có mùi bột mì. Nhưng mà riêng độ chua và độ ngọt của nó thì khác nhau. Nhưng mà chung quy lại thì làm cái mùi vị không khác gì so với cái bánh này hết. Vậy còn Nguyễn thì sao? Cô làm cái gì mà lo cho nó đó dữ vậy? Tôi thấy ai ở bên Nguyễn cũng cảm thấy an toàn hết. Tôi thấy Nguyễn là một người đáng tin cậy. Trời đất, sao từ chiều tới giờ gọi cho thằng nào cũng không nghe máy hết vậy? Có chuyện gì? Mọi chuyện giải quyết xong hết chưa? Giải quyết xong chuyện gì? Không có gì. Sao dính cái gì trên đồ của anh vậy? Lúc nãy anh sơ ý làm đổ rượu vô người. Thằng Bảo nó về rồi. Nó nhất quyết không nói cho em biết là nó đang tính làm gì. Anh cho người theo sát thằng Bảo giùm em nha. Tại sao em làm như vậy? Anh còn hỏi tại sao nữa? Nó là con em, không lẽ em không được quyền biết nó làm gì hay đang ở đâu với ai sao? Khuê à, em cứ từ từ thôi, đừng nôn nóng quá. Nếu như Bảo nó biết mình theo dõi nó như vậy, đến lúc đó sẽ còn phiền phức hơn nữa. Em rất lo. Em sợ nó về rồi lại biến mất lần nữa. Làm sao em biết kiếm nó ở đâu? Em cũng biết tính con mà. Nó rất là bướng bỉnh. Thôi như vậy, để mọi chuyện anh sắp xếp được không? Từ đó tới bây giờ, có bao giờ anh để cho em buồn đâu đúng không? Em biết là anh rất lo cho em. Nhưng em cũng rất lo cho con của mình. Anh sắp xếp cho khéo, đừng để nó biết là được. Dù sao em cũng phải biết nó đang ở đâu. Anh cứ làm vậy cho em. Em yên tâm, để anh lo. Em vào trong đi nha. Đà My. Dạ. Con xuống Sài Gòn gặp thằng Nguyễn thiệt hả? Con xuống đó con còn nói chuyện với ổng một hồi nữa kìa. Nhưng mà quay qua quay lại ổng đi đâu mất tiêu. Nó có nói khi nào nó về không? Con cũng có hỏi, nhưng mà ổng nói là chưa biết. Hình như là ổng có chuyện gì đó gấp, cần phải giải quyết hay sao á. Sao tự nhiên nó lại tới đó không biết? Con cũng thắc mắc giống như chú. Con tính hỏi nhưng mà chưa kịp hỏi thì ổng đi đâu mất. Chán dễ sợ. Ê nhóc. Cái tên Hữu Nguyện này suốt ngày cứ gọi mình là nhóc. Nhóc này nhóc kia. Nhóc hả? Nhóc cái con khỉ á. Đúng rồi, tự nhiên nghĩ đến hắn chi ta. Còn cái tên Minh Quân nữa, không biết khi nào ổng mới về ta. Hay là hai cái tên này bày trò trốn học. Không được, mình sẽ đi mấy ông ngoại. Đi mấy ông ngoại. Ông ngoại.
Chú con nghe nói con về rồi. Tôi đã nói trước với chú rồi, tại sao chú còn làm như vậy? Con nói gì chú chưa hiểu? Chú đừng có giả bộ không biết. Thằng Nguyện đâu? Tại sao lúc chiều tôi vừa thấy nó, quay qua quay lại thì nó lại biến mất, và chú cũng biến mất luôn? Chú đâu có biết. Chú đừng có gạt tôi. Chú nói nhanh đi, chú đã làm gì nó rồi? Bảo à, cho dù chú có làm gì đi chăng nữa, cũng tại vì chú muốn tốt cho con thôi. Thằng Nguyện đang ở đâu? Con không cần quan tâm tới mấy chuyện này. Chú chỉ muốn con học thật tốt là được rồi, được không hả con? Nếu như mà thằng Nguyện có chuyện gì thì tôi sẽ không bao giờ bước chân vô cái căn nhà này nữa. Tại sao lúc nào con cũng muốn ép chú vậy? Thôi được rồi. Hồi chiều đúng là nó có tới đây tính quậy. Chú vì bận rộn quá cho nên cho người giải quyết nó, giờ chắc cũng xong rồi. Chú nói cái gì? Giải quyết nó là sao? Chú đã làm gì nó rồi hả? Chú điện thoại cho người của chú đi, kêu mọi người dừng lại, nhanh lên. Bảo, tôi nói chú điện đi. Alo, mày đang ở đâu vậy? Mọi chuyện sao rồi? Sao từ chiều tới giờ tao không liên lạc được với ai hết vậy hả? Mày nói cái gì? Tình hình sao rồi? Nó thoát rồi. Từ nay về sau, thằng Nguyện là của tôi. Chính tôi sẽ là người đánh bại nó, chứ không phải là một ai khác. Chú đừng xen vô chuyện này nữa, chú hiểu không? Bảo à, má con nhớ con lắm. Lâu lâu con nên về nhà đi. Đó không phải là chuyện của chú. Con có biết hôm nay con làm má mất mặt cỡ nào hay không hả? Má à, mọi chuyện chỉ là sự cố thôi mà. Còn chuyện con mời Lan Anh tới dự tiệc của nhà mình là tại vì Lan Anh là bạn thân nhất của con. Tại chị hai nói con muốn mời ai thì mời chứ bộ. Muốn mời ai thì mời không có nghĩa là không biết chọn lọc. Con chơi với bạn thì phải biết chọn bạn mà chơi chứ. Con nhìn con nhỏ đó đi, ăn mặc thì lôi thôi, tác phong thì kém cỏi. Má đừng có nói quá như vậy. Lan Anh vừa thông minh vừa học giỏi, có chỗ nào không tốt chứ? Con không cần phải nói tốt cho nó. Má cấm, từ nay về sau không có giao du kết bạn với nó nữa, nghe chưa? Vậy chứ con chơi với ai? Chọn bạn cùng đẳng cấp với mình mà chơi. Còn không, không cần phải la cà tụ tập mất thời gian. Con lo tập trung học để lấy cái bằng cho má đi. Má, như vậy là má đang cố gắng sắp xếp cuộc đời của tụi con hả? Lấy ai, chơi với ai, làm gì cũng đều phải qua má duyệt hết đúng không má? Con không thấy em con tụ tập với loại bạn như thế nào hay sao? Nếu như má không sắp xếp thì không có việc gì ra hồn hết. Má thấy như vậy hả? Nếu như chuyện gì nghe theo má cũng đều tốt đẹp hết thì đáng lẽ khi xong tiệc thì giờ này cả nhà mình phải đang ngồi với nhau, quây quần bên nhau. 30 năm trời gây dựng cơ nghiệp là một dịp rất đáng cho cả nhà mình ngồi cùng với nhau mà má. Con ngồi xuống đó nói chuyện với má một chút. Dạ thôi,
Con còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Xin phép má con lên làm việc đây. Trời ơi, sao im lặng hoài vậy? Bây giờ tôi hỏi ông nè, ông không muốn đi thì rốt cuộc tôi cũng đâu có đi đâu, mà tại sao ông lại dẫn tôi? Bây giờ ông nói đi, bây giờ tôi phải làm gì để cho ông vừa lòng vừa dạ nè? Ông nói đi. Bà coi thường tôi lắm, bà biết không? Tôi coi thường ông cái gì chứ? Cả cái tiệm bánh này đều biết hết. Bà kêu con My mua qua đem qua chỗ ông Đạt. Bà còn dặn này dặn kia, bà rất là kỹ càng cái chuyện dặn dò, đúng chưa? Rồi bà sốt sáng quá, tại sao bà không đến đó? Ê trời ơi, đi mà được yên thân với ông mà. Tôi biết ông dở chứng vậy hả, là hồi sáng tôi đi luôn cho rồi. Ông mà, ông nghĩ lại đi. Bây giờ anh Đạt á, anh tới tận nhà của mình. Ông Đạt, ông tới tận nhà mình, ông mời gia đình mình đi. Gia đình mình không ai đi hết á. Ít ra mình phải tặng cho anh Đạt á, mình phải tặng cho người ta một lẵng hoa hồng. Sao biết ông thích hoa hồng? Thì đại khái thì hoa gì cũng được hết á. Để là coi như là mình có phép lịch sự đối lại với người ta chứ, đúng không? Mà cũng ngộ thiệt ha. Ở nhà mình á, có ba đứa mà tự nhiên túm tụm qua công ty Thành Phát hết à. Ba đứa nhỏ nào? Thì đó, con My nhà mình với thằng Quân, thằng Nguyễn. Ủa, thằng Quân với thằng Nguyễn? Ừ. Nó vô làm gì ở trong? Thì thằng Quân nó nói là lúc trước á, là nó có học việc ở bên bển, cho nên bây giờ nó qua nó phụ việc là chuyện thường tình. Tôi cũng đang thắc mắc, không hiểu là thằng Nguyễn nó qua công ty Thành Phát để làm cái gì. Cái gì kỳ vậy? Hai đứa nó học việc ở nhà mình, mà tại sao liên quan gì với bên đó? Vì ông nhìn tôi, sao tôi biết được? Nhưng mà tôi nghĩ cũng thường thôi. Nếu mà ai mà đã học làm bánh á, thì ở trên đất Sài Gòn này ai ai cũng biết tới công ty của anh Thành Đạt. Thì cũng như là ba mình đó, ba mình cũng nổi tiếng vậy đó, đúng không? Đúng rồi, phải rồi. Ngay cả cái người ở trong nhà này nè, thấy không? Lúc nào cũng nhắc tới công ty Thành Phát, tiệm bánh Thành Phát, nhà máy Thành Phát nữa mà. Thôi, 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 thôi.
Tôi không nói chuyện với ông nữa. Nói chuyện với ông lát họ tôi với ông cái lộn hả? Thôi ông đi ngủ trước đi. Còn tôi á, tôi đợi hai đứa nó về để tôi hỏi đầu đưa câu chuyện. Thôi đi ngủ đi, đi ngủ đi. Alo, chị nghe nè. Chị Lan Anh ơi, có người mới xin em gia nhập vô hệ thống của mình, nhưng mà vốn của người ta ban đầu không có mạnh. Sao giờ chị? Trời ơi, mấy chuyện này chuyện nhỏ mà, em tự quyết định cũng được mà. Vậy nha. Dạ. Của ngày xưa phải không?